Thưa bà con nông dân và các bạn, trong việc triển khai xây dựng nông thôn mới hiện nay, giáo dục là một trong 19 tiêu chí rất được các địa phương quan tâm triển khai. Tại huyện Nam Rông, thông qua việc triển khai phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực, huyện vùng xa này đang nỗ lực để thực hiện có hiệu quả tiêu chí thứ năm nói trên. Từ năm 2008 đến nay, 37 trên 37 trường học, từ bậc mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn huyện Nam Rông, đã chú trọng tập trung thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, nhằm góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Trong đó, các trường học đã thực hiện các biện pháp nhằm tạo cho học sinh mỗi ngày đến trường là một ngày vui, thực sự tạo ra một môi trường giáo dục lành mạnh. Từ tình hình thực tế triển khai, ngành giáo dục đào tạo Nam Rông đã chỉ đạo các trường học tập trung dạy học hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của học sinh, giúp các em tự tin trong học tập. Tạo điều kiện cho giáo viên tích cực tham gia các lớp nâng cao trình độ chuyên môn sư phạm. Nhờ đó, đến nay, huyện Nam Rông có 100% tỷ lệ số lượng giáo viên từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông đều đạt chuẩn và trên chuẩn. Bậc mầm non, tỷ lệ đạt chuẩn cũng đã chiếm 98%. Thực hiện cái phong trào xây dựng môi trường từ thiện học sinh tích cực thì ngoài cái việc dạy giáo dục học sinh kiến thức chương trình sách giáo khoa thì mình luôn quan tâm chia sẻ những cái khó khăn trong cuộc sống của học sinh để học sinh thấy được giữa thầy và trò là như một người thân trong gia đình, là một người cha, một người mẹ, cũng là một người thầy, để học sinh có những cái điểm tựa là niềm vui để học sinh phấn khởi đến trường, mỗi ngày đến trường là một niềm vui. Từ nguồn vốn được phân bổ của nhà nước và các tổ chức đơn vị doanh nghiệp hỗ trợ theo sự phân công của chính phủ thông qua nghị quyết 30A, trong những năm qua, huyện Nam Rông đã dành hàng trăm tỷ đồng tập trung đầu tư xây dựng, tu sửa nâng cấp cơ sở vật chất trường lớp, đảm bảo đủ phòng học, từng bước kiên cố hóa trường học. Nhờ đó, năm học 2014-2015, toàn huyện có 440 phòng học. Qua đó đảm bảo nơi dạy và học của trên 1.100 cán bộ giáo viên, công nhân viên, cùng với trên 13.000 học sinh ở 37 trường học trên địa bàn. Ở đây thầy cô rất là chăm sóc tận tình và chu đáo với các em. Và thầy cô là có những bài giảng rất là bổ ích cho chúng cháu. Cho nên là chúng cháu đã rất là cố gắng trong học tập, thành một con ngoan trò giỏi để khỏi phụ lòng thầy cô và cha mẹ. Qua cái sự phát triển đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại các trường thì đến nay thì cái vấn đề mà các trường cũng nêu cao cái tinh thần trách nhiệm dạy dỗ con em rồi xây dựng cái trường lớp xanh sạch đẹp rồi thân thiện đối với học sinh rồi ngành nhà giáo. Hiện nay xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà huyện Nam Rông đang tập trung triển khai, nhất là thông qua phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Huyện Nam Rông mong muốn đưa chất lượng giảng dạy và học tập của địa phương ngày càng đi lên, khuyến khích sự chuyên cần, tích cực, chủ động sáng tạo, rèn luyện khả năng tự học của học sinh. Đây chính là những yếu tố quan trọng để thực hiện có hiệu quả tiêu chí thứ 5 về giáo dục trong xây dựng nông thôn mới hiện nay. Với những kết quả đạt được thời gian qua, nhất là trong phong trào thi đua, xây dựng nhà trường thân thiện, học sinh tích cực, Nam Rông đang làm đẹp thêm hình ảnh những ngôi trường ở địa phương. Hiện đã có 4 trường học trên địa bàn huyện Nam Rông được công nhận là trường chuẩn quốc gia.